Chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel YouTube của Know2. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ PC với giá 4.300.000, nhưng mà các bạn có thể chiến được PUBG ở mức 60fps ổn định. Ngoài ra thì các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2 hay là FIFA Online 4, các bạn hoàn toàn thể chơi được ở mức max setting. Mình sẽ giới thiệu qua các linh kiện trong bộ máy tính này. Đầu tiên là chiếc H61DS2 đến từ Gigabyte. Tiếp đến là CPU, ở đây mình dùng là chiếc Intel Core i3-3240. Card đồ họa mình sử dụng ở đây là chiếc GTX 750. Bất kỳ có một fan và dung lượng VRAM là 2GB đến GDDR5. Các linh kiện còn lại bao gồm 2 thanh RAM 4GB DDR3, một ổ HDD 250GB đến từ Samsung, chiếc nguồn Hansky CP400HP và một vỏ cây đến từ Gipco. Mình sẽ trải nghiệm cấu hình này trên game PUBG. Đây là cấu hình giá rẻ nên mình sẽ chỉ trải nghiệm cửa game này trên hai độ phân giải là 6900 và 1920x1080. Cấu hình very low, tức là thấp nhất.
Còn về độ phân giải 1600 x 900 FPS duy trì tốt ở mức ổn định từ 50 cho đến trên 80 FPS. Khi nhảy dù và bật táp để lút đồ thì FPS có giảm nhẹ nhưng không đáng kể và không hề có hiện tượng giật lag.